chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức chọn lọc đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới nhất hàng ngày tranh cãi nãy lửa chàng trai ngoại quốc bày tiệc trên bãi rác để tỏ tình với cô gái không biết có phải anh chàng này đang muốn thử lòng cô gái hay không mà lại đưa cô ấy ra tận bãi rác để dựng bàn ăn như nhà hàng sang trọng thế kia tỏ tình xưa nay đã trở thành đề tài nóng hổi trên khắp mạng xã hội với những tình huống dở khóc dở cười được chia sẻ liên tục cũng có người chuẩn bị cả một không gian lãng mạn hoành tráng nhưng lại nhận về cái lắc đầu từ phía đối phương hay có anh chàng sẵn sàng ôm hoa quỳ gối níu chân cô gái mong nhận được câu đồng ý trong muôn vàn cách tỏ tình ấy chắc bạn cũng không thể ngờ một ngày đẹp trời lại chứng kiến cặp đôi đang bày tỏ lòng mình với nhau ở bãi rác như thế này đâu nhỉ mời bạn gái ngồi ăn giữa bãi rác anh chàng này đang muốn thử lòng chăng đây thực sự là một cảnh tượng xưa này chưa từng có bởi ở đời có ai yêu đường tỏ tình với nhau lại đưa ra giữa bãi rác nơi mà chẳng ai muốn đến thế kia. Theo như thông tin chia sẻ thì anh chàng ngoại quốc này đang muốn tỏ tình với một cô gái người Việt và nơi anh ta lựa chọn chính là bãi rác ở khu vực Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội giữa bạt ngàn chất thải. Anh ta đã chuẩn bị một bàn ăn đơn giản có cả rượu và hoa, trông cũng không khác trong nhà hàng là bao. Rõ ràng đây là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước chứ chẳng phải là hai người vô tình đi đến đây rồi ngồi ở bãi rác ăn đồ tây uống rượu vang không hiểu mục đích của anh chàng này là gì mà phải đưa ủ mưu nghĩ kế công phu như thế kia phải chăng là muốn thử lòng cô gái theo chia sẻ thì đây là một vụ tỏ tình nhưng rõ ràng là cả cô gái lẫn chàng trai đều đang rất thoải mái ăn uống nên cũng có thể họ đã là một cặp và chỉ đang thay đổi hương vị cuộc sống mà thôi cũng chẳng chừng một cuộc tranh cãi nảy lửa đã xảy ra trong cộng đồng mạng chưa biết thực hư câu chuyện phía sau là như thế nào nhưng ngay khi hững tấm hình được truyền tay nhau trên khắp cộng đồng mạng đã vô tình làm nổ ra một cuộc tranh cãi nảy lửa một phe thấy cũng bình thường vì họ sống theo phong cách tây mà còn một bên lại cho rằng họ hơi điên thật sự dù là tỏ tình hay đã yêu nhau hoặc chàng trai đang muốn thử lòng bạn gái thì cũng không cần thiết phải ăn ở bãi rác như thế bởi nó quá ô nhiễm nhiều người cho rằng nếu đã là tình yêu thì không nên thử nhau bằng hình thức như vậy anh chàng này có vẻ như chẳng tin tưởng bạn gái mình chút nào, nhưng cũng có những người lại nghĩ đây chỉ là một diễn biến trong một chương trình nào đó, thể cặp đôi này không phải là yêu nhau mà chỉ đang diễn như vậy thôi, có thể họ đang muốn truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường, không nên thải rác bừa bãi trăng. Hiện tại, cuộc tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cả những ý kiến được đưa ra cũng đều có lý lẽ riêng của mình. Thực hư câu chuyện phía sau những bức ảnh này như thế nào thì chưa ai biết rõ nhưng nó cũng đáng để, chúng ta phải suy ngẫm đấy nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên bấm like và đăng ký kênh hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo